Chim thiên đường, còn được gọi là Manu, là một loài chim nổi tiếng với vẻ đẹp lộng lẫy của lông màu sắc rực rỡ. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về chim thiên đường. Phân bố và môi trường sống, chim thiên đường chủ yếu sống ở rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới ở khu vực Nam Mỹ, đặc biệt là ở các quốc gia như Peru, Bolivia, Ecuador và Colombia. Chúng thường sống ở tầng cây cao trong rừng nguyên sinh. Mô tả ngoại hình, chim thiên đường có kích thước lớn, thường dài khoảng 35-50 cm. Lông của chúng có màu sắc rực rỡ và đa dạng, từ màu xanh lam, đỏ, vàng đến màu tím và cam, tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy. Một điểm đặc biệt của chúng là vẻ đẹp của đuôi, mà thường dài và rộng, tạo nên hình dáng quyến rũ khi chúng bay. Thức ăn, chim thiên đường chủ yếu ăn mật, hoa, trái cây và côn trùng. Chúng có vẻ ưa thích mật hoa và thường tìm kiếm nó từ các loại hoa nectar. Mùa sinh sản, chim thiên đường thường sinh sản vào mùa khô hoặc mùa mưa tùy theo vùng địa lý cụ thể mà chúng sống. Trong một số khu vực, chúng có thể sinh sản một hoặc hai lần mỗi năm. Hình dạng tổ, tổ của chim thiên đường thường có hình dạng hộp hoặc hình trụ, được xây dựng từ các vật liệu tự nhiên như cành cây, lá, cành keo và nhựa cây. Chúng thường có một lỗ ở phía trên để chim có thể vào và ra. Vị trí của tổ, chim thiên đường thường xây tổ trên cây cao trong rừng, thường là ở tầng cây cao hoặc tầng cận cảnh. Các loài khác nhau có thể có sở thích khác nhau về vị trí cụ thể, nhưng chúng thường chọn các cây có cành dày và lá rậm để bảo vệ tổ khỏi mưa và nắng. Bảo vệ tổ, chim thiên đường thường rất cẩn thận khi xây tổ và chăm sóc tổ của mình. Chúng có thể sử dụng các vật liệu như nhựa cây để làm chắc chắn tổ và ngăn chặn sự xâm nhập của các mối đe dọa như quái vật và thú săn. Tổ trứng, sau khi xây tổ, chim cái sẽ đẻ trứng vào trong tổ và tiếp tục chăm sóc trứng cho đến khi chúng nở. Tổ của chim thiên đường thường được xây dựng với sự cẩn trọng và sự chăm sóc đặc biệt, đảm bảo môi trường an toàn và thuận lợi cho việc nuôi dưỡng con non. Sự chọn chỗ để đẻ trứng, sau khi tổ đã hoàn thành, chim cái sẽ đẻ trứng vào tổ. Thường thì chim thiên đường đẻ từ 2 đến 4 quả trứng trong mỗi lứa. Chúng luân phiên nhau lần lượt ấp trứng và mang thức ăn về cho con non. Thời gian ấp trứng và thời gian nuôi con non phụ thuộc vào loài và điều kiện cụ thể. Thời gian ấp trứng và nở trứng, thời gian ấp trứng thường kéo dài từ 14 đến 30 ngày tùy thuộc vào loài. Sau khi nở, con non sẽ được nuôi trong tổ từ 3 đến 4 tuần trước khi chúng trở nên tự lập và có khả năng tự mình tìm thức ăn. Bảo vệ con non, trong thời gian nuôi con non, chúng sẽ bảo vệ tổ khỏi các mối đe dọa như quái vật, thú săn và các loài chim khác có thể làm hại con non. Tình trạng bảo tồn, mặc dù được coi là một loài chim phổ biến trong các khu vực rừng nhiệt đới, nhưng chim thiên đường vẫn đang phải đối mặt với các vấn đề về mất môi trường sống và săn bắn trái phép.